Hôm nay tôi xin chia sẻ và giới thiệu tới quý vị và các bạn van một chiều không có đường hồi được lắp đặt trong các hệ thống cấp thoát nước của tòa nhà. Trên đây tôi, như các quý vị và các bạn đã thấy, đây là một dạng van một chiều được lắp đặt trong các hệ thống cấp thoát nước của tòa nhà. Loại van này được làm bằng đồng và có thiết kế nắp van với đường ống kích cỡ rất lớn để có thể chất lỏng có nhiều rác thải hoặc các cái cặn bã có thể qua được. Loại van này không cần có đường hồi, lý do lắp toàn bộ các đường thoát hở không tích áp, vì vậy không cần phải có đường hồi vì áp lực đẩy ngược trở lại không lớn. Cũng là loại van một chiều không có đường hồi, loại này để lắp trước bơm. Van này có tác dụng làm kín, không mất nước, tránh tình trạng e bơm và bơm không phải mồi. Vì vậy, không cần phải có đường hồi. Loại van này khác với những cái van một chiều khác là chỉ được lắp trước bơm. Và đây tôi giới thiệu tới quý vị các bạn van một chiều. Loại này đặc biệt hơn, được thiết kế và với chất liệu là nhựa tổng hợp, thường lắp trong các hệ thống cấp nước và cũng không có đường hồi. Loại này có thể chịu được áp lực rất lớn, có thể lên đến 20-30 kg trên cm khối. Vừa rồi tôi đã giới thiệu và chia sẻ tới quý vị và các bạn dạng van một chiều không có đường hồi trong các hệ thống cấp thoát nước của tòa nhà. Xin cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi.